mình là kỳ tuổi. Mình lẻ đôi tại em không hiểu hay bởi do trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phàn nhau còn tìm chi lời giả dối, cho đắng cho cay cho dài đau khổ. Em hãy đi đi đừng nhìn lại nữa, để một mình tôi nối tiếc mong không tròn. Cảm ơn chị Hồng Yến nha.